Quý vị có thể nói là Barcelona đang hồi sinh dưới thời huấn luyện viên Xavi. Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở Nou Camp thì chiến lược gia 42 tuổi này đã làm được một cuộc cách mạng cả về con người lẫn lối chơi. Barcelona đang đạt được những kết quả rất tích cực, đặc biệt là ở La Liga. Và vào rạng sáng mai, cuộc cách mạng của Xavi sẽ được kiểm chứng bằng siêu kinh điển với Real Madrid tại Bernabeu. Kể từ khi tới Nou Camp, huấn luyện viên Xavi đã giúp Barcelona leo từ vị trí thứ 9 lên đứng thứ 3 tại La Liga. 4 trận gần đây, họ toàn thắng, mới nhất là chiến thắng 4-0 trước Osasuna. Lúc này, lực lượng của Barcelona đã được tăng cường nhiều nhân tố mới. Và theo nhận xét của Carlo Ancelotti, huấn luyện viên trưởng của Real Madrid, thì Barcelona là một tập thể hoàn thiện và đang chơi tốt. Tóm lại, Xavi được cho là đang có những điều kiện thuận lợi để bước vào trận siêu kinh điển đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình. Một yếu tố khác cũng đang ủng hộ Barcelona, đó là việc tiền đạo chủ lực Karim Benzema của Real Madrid sẽ vắng mặt trong trận đấu tới. Chân sút người Pháp đang hồi phục chấn thương và bày tỏ mong muốn được chơi ở trận siêu kinh điển. Nhưng chắc chắn, huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ không mạo hiểm sử dụng Benzema trong bối cảnh họ sẽ gặp Chelsea ở tứ kết UEFA Champions League sau đây hơn 2 tuần. Thiếu vắng Benzema, nhưng bù lại, phong độ sân nhà của Real Madrid là rất tốt. Họ thắng 10 và hòa 4, thu về 34 điểm trong số 14 trận sân nhà ở mùa này. Trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng mai. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.